Sau khi quý vị quyết định đưa vụ kiện ra tòa kiện nhỏ, quý vị cần phải điền các mẫu đơn của tòa. Nếu quý vị là bên nguyên đơn, quý vị cần phải điền một mẫu đơn kiện. Nếu quý vị là bên bị đơn và muốn nguyên đơn trả tiền hoặc tài sản cho quý vị, quý vị cần phải điền một mẫu đơn phản tố. Sau khi điền các mẫu đơn, quý vị phải nộp đơn cho văn phòng lục sự và đóng lệ phí nộp đơn. Nếu quý vị không có khả năng tài chính để đóng lệ phí, Quý vị có thể xin tòa miễn lệ phí. Trước khi có phiên tòa, luật đòi hỏi quý vị phải cho đối phương biết theo đúng cách pháp lý là quý vị đang kiện họ. Thủ tục này được gọi là tống đạt. Có vài cách khác nhau để tống đạt cho đối phương, mà mỗi cách đi kèm với những điều luật rất nghiêm ngặt. Nếu quý vị không tống đạt cho đối phương theo đúng cách mà luật đòi hỏi, tòa không thể đưa ra xử và phiên tòa sẽ phải bị hoãn lại hoặc hủy bỏ. Vì vấn đề tống đạt phức tạp và phải làm đúng cách, chúng tôi khuyên quý vị nên nói chuyện với nhân viên cố vấn vụ kiện nhỏ để biết chắc rằng mình đã theo đúng thủ tục từ đầu. Sau khi tống đạt đơn kiện, quý vị cần phải chuẩn bị cho phiên tòa Vì các phiên xử chỉ kéo dài từ 5 đến 10 phút, quý vị phải chuẩn bị trước và phải có thể trình bày chi tiết của mình nhanh chóng mà không bị lạc đề. Hãy nhớ là phiên xử là cơ hội duy nhất của quý vị để giải thích trường hợp của mình cho thẩm phán. Để chuẩn bị cho phiên tòa, điều quan trọng là hiểu luật trong vụ của quý vị. Chuẩn bị sẵn bằng chứng của quý vị, những thứ như hình ảnh, hóa đơn, biên nhận và hợp đồng nói chuyện với các nhân chứng và quý vị phải chắc là họ sẽ ra tòa trong phiên xử của quý vị. Hãy đến tòa và xem một phiên xử vụ kiện nhỏ để quý vị biết diễn tiến như thế nào. Trong phiên xử, thẩm phán sẽ lắng nghe cả hai bên, xem xét bằng chứng và đặt câu hỏi. Thẩm phán sẽ đưa ra quyết định dựa trên luật, do đó những gì thẩm phán ra lệnh sẽ có thể có giới hạn. Thẩm phán có thể đưa ra quyết định trong phiên xử của quý vị hoặc gửi thư cho quý vị sau. Trường hợp này có thể mất một tháng hoặc đôi khi còn lâu hơn nữa. Nếu quý vị không hoàn toàn cảm thấy thoải mái để nói và hiểu tiếng Anh, hãy đem theo một thông dịch viên có khả năng. Tòa có lẽ không thể cung cấp thông dịch viên cho quý vị. Và quý vị muốn chắc rằng mình sẽ hiểu tất cả những gì được nói ở tòa, cũng như người khác có thể hiểu được quý vị muốn nói gì. Vì vậy nên mang theo một người để thông dịch cho mình. Bị đơn có thể nộp đơn kháng cáo trong vòng 30 ngày sau khi thẩm phán đưa ra quyết định hoặc gửi thư cho biết quyết định. Nếu bị đơn không nộp đơn kháng cáo hợp lệ trong thời hạn đó, quyết định của thẩm phán trở thành quyết định sau cùng. Nguyên đơn không được kháng cáo quyết định của thẩm phán trong vụ kiện của mình, nhưng có thể kháng cáo quyết định trong vụ kiện của bị đơn. Nếu quý vị nộp đơn kháng cáo lệnh tòa, quý vị phải trình bày lại vụ của mình. Lần này, quý vị được phép có luật sư đại diện nếu muốn. Nếu quý vị là nguyên đơn và thắng kiện, bị đơn có thể không tự nguyện trả tiền cho quý vị. Tòa không thể thu tiền cho quý vị, do đó quý vị phải tự tìm cách đòi tiền bồi thường. Các nỗ lực thu tiền bồi thường có thể mất thời gian và tốn kém và có thể làm nản lòng. Nếu thua kiện, quý vị có thể phải trả các phí tổn cho đối phương ngoài số tiền quý vị nợ. Ngoài ra, phán quyết của tòa bắt quý vị bồi thường có thể tác hại đến tín dụng của quý vị.